Nhìn cái cột này là cái khắc sơn son thép vàng. Rất là lớn ha, bên cạnh chúng ta
tháp to và rộng lớn chúng ta thấy. Ok, chúng ta cũng đến chiêm ngưỡng nó nào. Vâng, chúng ta đang tiến tới gần tháp chuông hả? Đây cũng dễ dàng để tham cảnh, và đây có mấy bạn kia rất là dễ tiếc thích ở đây. Nhà nào mà mình biết tiếng Trung thì mình dịch họ nha. Cao là kia ha.